Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn có một phần con nhện. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 6 mũi lên trong vòng tròn ma thuật, mình sẽ móc tăng lên 7 hàng. Ở hàng thứ 8 thì mình sẽ móc vào đây là các mũi móc trượt. Sau đó mình sẽ móc phần chân, mình sẽ móc vào đây là 6 mũi móc xích, sau đó mình sẽ móc vào đây là 7 mũi móc xích, móc vào đây cho mình là các mũi móc trượt. Phần này mình sẽ móc là 8 9 mũi móc xích, phần này là 11 mũi móc xích. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc viền tương tự phần chân bên cạnh. Ở phần mắt mình sử dụng đây là 6 mũi ring cho vòng tròn ma thuật, mình sẽ móc tăng lên hàng thứ 2. Mỗi chân mũi sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi móc xong mình sẽ móc phần mũi, mũi mình sử dụng ở đây là 6 mũi lên cho vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong thì mình sẽ gắn các phần vào với nhau. Phần len mình sử dụng đây là len micotome. Nếu bạn thích video này hãy cho một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu kem, một cọng len màu đen, một cọng len màu trắng, một cây kéo, một cây móc, một cây kim và một phần. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. Mình sẽ rút trở lên thế này. Đâm kim vào trên mũi đầu tiên của hàng. Rồi lên cho mình một mũi móc xích. Mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi tiếp theo. Nên cho mình một mũi móc xích. Anh tiếp theo trên mũi đầu tiên một mũi móc đơn. Mũi thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế. Tiếp theo cho mũi đầu tiên một mũi móc đơn, cho mũi thứ hai 2 mũi móc đơn cùng mặt chân, cho mũi thứ ba 1 mũi móc đơn. Thank you.
Mình sẽ móc tương tự như thế cho đến hết hàng. Mình móc tương tự như thế đến hàng thì chúng ta sẽ dừng lại, sau đó mình sẽ kết hàng. Sau đó mình sẽ kết hàng. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở hàng tiếp theo, mình sẽ móc vào đây. Móc đơn. Mình sẽ móc vào 3 mũi móc đơn và 3 chân mũi. Chân mũi kế tiếp, mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ móc tương tự như thế. Một, hai, ba. Bốn. Sau đó mình sẽ kết hàng. Mình sẽ móc vào đây 9 mũi móc xích. Đó, tiếp tục móc vào đây cho mình 5 mũi móc trượt. Mình móc cho đây 11 móc xích. Rồi móc đây cho mình các mũi móc trượt.